Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của Tài để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn số này Mỹ Cam cũng như là Mai nha quý vị. Địa chỉ thì ở ấp gì em? Địa chỉ ấp Phú Hữu anh Tuấn ơi. Xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Hôm nay em có về một số Mỹ Cam với phôi mai vàng và phôi mai tứ quý và mai tàng. Hình thức của em là phôi em bao ship 200 km của toàn quốc, còn mai tàng thì em ship 200 km như vậy. Số điện thoại của em là 0966111384. Rồi vô số 1 lên Tấn ơi. Mã số 1 là Mỹ Cam chân đỏ. Mỹ Cam rồi cho cao ngang luôn em ơi. Cao 58 anh ơi. Ngang này 95 anh ơi. Rồi để tàng nó xè vậy đó, đó. Tàng xè tụi vậy luôn anh ơi. Ở đâu hả, đâu cũng như cái cũ này vậy ha. Rồi giao lưu cái cũ này nhiêu đây? 700 anh ơi. 700 rồi. Còn bao ship toàn quốc rồi, cũng là một Mỹ Cam chân đỏ nè quý vị đó. Đây có bông luôn, làm cam á, cam chân đỏ rồi đó. Rồi cho chiều dài nó em. Chiều dài nó. Rồi. Nhiêu đây anh? 62. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Cây giao lưu giá 500 anh ơi. Rồi, xuống cây luôn. Quắc luôn. Mỹ Cam mà chân đỏ hả? Rồi. Đây. Cao. Cao, mã số 3. 75 anh ơi. Rồi, có cái củ cũng bự nè. Có củ bự quá trời quý vị ơi. Đó. Nè, em đo tổng diện đi. tổng cộng đi bao nhiêu? 37. Rồi giao lưu cái cụm này nhiêu đây em? 900 anh ơi. Rồi xuống cây nhanh gọn. Đây Mỹ Cam luôn. Rồi cho chiều dài nó em ơi. Rồi chiều dài nó 75 anh ơi. Rồi 75 đó. Cái này đo gì rồi, đo ngay chỗ cái cụm người đó đi. 15 anh ơi. 15. Rồi giao lưu nhiêu em? Cây giao lưu giá 400 anh ơi. Rồi xuống cây. Cũng là một em Mỹ Cam nữa. Rồi mã số 5. Rồi mã số 5 luôn anh ơi. Dạy. Dạy nhiêu đây? 70. Rồi 70. Quên. Quên luôn hả? Ừ. 8. Đó. Giá nó vậy quý vị ơi. Rồi báo giá luôn. 500. Xuống cây. Rồi mã số 6. Cốc này đẹp à. Cao. Cao nhiêu đây? Thấp xuống xíu nữa. 45. Rồi 45. Khỏi hoành đi. Khỏi hoành anh ơi. Đó vậy đó. Mấy trăm ngàn đây. Cây này hả? 300. Rồi xuống cây. Rồi mini. Rồi mini vậy hả? Rồi mini chuột. Rồi cao. 45 anh ơi. Mấy trăm? 200. Xuống cây. Mã số mấy quên rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anh ơi. Mã số vừa rồi số 7 luôn quý vị. 200 ngàn. Rồi nè mã số 8 luôn quý vị ơi. Cao 40. Rồi mã số 8 xen vòng em. À, nó vậy luôn quý vị. 8 mấy trăm em? Rồi 300 anh ơi. Rồi xuống cây. 2-300 ngàn cây Mỹ Cam. Tết tới rồi xỏ cho quý vị chơi luôn quý vị. Mã số 9 hả em? Số 9 anh ơi. Rồi cho chiều dài nó luôn. Đây, rồi, cao này cao đi ha. 63. Rồi con nhánh này dài hết hồn luôn ha. Này nó giống như thú anh Tuấn ơi. Nó bò nè, lượng quá trời. Rồi giao lưu nhiêu đây? Rồi cây giao lưu giá 700 anh ơi. 700 ngàn. Mã số 9. Rồi xuống rồi. Cây mai vàng anh ơi. Rồi rồi tới mai luôn anh em ơi. Mai vàng. Mai vàng. Mã số số 10. Theo thứ tự trong clip là mã số 10. Đó. Cao. Hết thuốc đi anh ơi. Rồi mét rưỡi. Đó, nói vậy quý vị ơi. Không cần dù ha. Dạ. Cái cành đoạn cũng bắt đầu từ cái dù lên nè. Đó, tay cành lực lực không ha. Mẹ hót thân lên rồi, thử cho anh. Thân nhiều vậy em. Thân mấy đây anh nè. Ơi. Đó, đầu giữ vậy em. Đó đây nè. Lộn giữ hả? 75. 75. Quên. Nhanh gọn lẹ luôn anh ơi. 25. 25. Để đây.
Rồi, giá bao nhiêu em? Triệu ba anh ơi. Rồi, xuống cây. Toàn quốc luôn. Bao ship toàn quốc. Nhớ mã số nha. Mã số mấy? Mã 11 anh ơi. 11. Hết thước đi. Mít 6. Mít thước cộng đoạn. Rồi, mít 6. Tay cành nè. Đó. Nó quý vị. Đó tới rồi, để giá khu nghị cho quý vị về ghép bo vô chơi quý vị ơi. À, để đó. Rồi, của anh em nói luôn. Của anh. Nhiêu anh? 30. Rồi, 30. Để luôn như đây. Được rồi anh ơi. Rồi, xuống cây. Mười hai ha. 12. Cao. 129 anh ơi. 129 có nhánh bài luôn ha. 1 mét. Rồi xe coi. Xe cho thấy nhánh bài coi. Bài này đẹp lắm nha quý vị. Này về khỏi uống luôn nha. Uống lượng sẵn ha. Rồi. Để đó quý vị ơi. Đó. Rồi, quanh luôn. Quanh. Nhiêu đây? 38 anh ơi. Rồi, giao luôn nhiêu em? 2 triệu anh ơi. Rồi, xuống cây. Mã số 13 ha. 13 anh ơi. Cao. 12, 13 đúng rồi. 132 anh ơi. 132. Đó. Để lên. Cộng này là cũng bưởi nha anh. Ừ. Đừng nghĩ cũng dễ mai chết em luôn à. Để trắng trắng đâu để bưởi. Rồi, quanh luôn. Nhiêu đây? Nhiêu anh Tết? 39. Giá luôn nhiêu em? Giá 2 từ 3 luôn anh ơi. Rồi, xuống cây. Đây luôn đi. 14. Đây, mã số 14 cái gì ơi? Dán lắc nè. Cộng giùm em anh Tết ơi. Rồi 2 mét. Ở quý vị. Giá nó vậy quý vị ơi. 2 mét ha, 2 mét cao nha. Lá thấy cũng bự mà không biết dảo luôn nè. Lá bự quá mà không dám báo ha. Ờ. Dán lắc ở đây. Rồi, quanh em nói luôn. Từ cái tên là anh Tứ à. Rồi, lá trên còn xanh lẹ đó. Đó, đến nó vậy quý vị. Ừ. Rồi, phải quanh luôn. Rồi, vô. Quanh. Nhiêu anh? 34. Báo giá luôn. Rồi giá 2 triệu rưỡi anh ơi. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo quý vị ơi. Mã số 15 anh ơi. Rồi 15. Rồi để đó đó. Rồi cho chiều cao trước đi em. Rồi 78 anh ơi. Rồi 78. Rồi để nó đây quý vị. Rồi để nó vậy quý vị. Đây cũng có cần bự nằm đây ha. Bự chịu xuống nè. Rồi cho cái hoành cái anh báo giá luôn. Nhiêu anh? 36. 36. Tính 35 cũng được. Đó, giao luôn nhiêu em? Tiểu 2 luôn thôi. Rồi, xuống cây. Số 17, cao. Anh ơi. Cao 65 anh ơi. Rồi. Đó, để đó đó. Để ra đây quý vị ơi. Để quý vị. Đó. Cộng to to nè anh. Rồi. Cần bằng cầm tay luôn. Ở đây có 2 cộng và 3 cộng nè. Rồi. Rồi dân, quanh luôn. Để xe đều quá ha. Nhiều anh. 45 em ơi. Giá luôn nhiêu em? Giá 3 triệu rưỡi anh ơi. Rồi 3 triệu rưỡi. Rồi xuống cây. Rồi mã số 18. Một cây mai tàn dù. Cao. 2 mét. Tóc thân. Như em 135. Ở trên thì nút nụ quá xá luôn. Mình thấy chứ quay về quý vị cũng không thấy. Nó cao lên đó quý vị không thấy đâu. Mình bảo là siêu nụ á. Đặt cái chân á nha quý vị. Đặt lư luôn. Vậy là chứng tết được luôn. Cắt cạch chứng tết luôn. Dưỡng thân lại. Đó lắc lắc nè. Dán lắc ha.
để nó đó quý vị. Để đây. Để rất đẹp luôn. Trải đều ha, rồi, qua anh. 29 anh ơi. À giao luôn như em. Tiểu chín luôn ơi. Rồi, à, xuống cây. Rồi mã số tiếp theo quý vị đây. 10. 19 anh ơi. 19 ha. Rồi. Kéo lên nha quý vị. Rồi mét rưỡi. Trời ơi nụ quá sát này, nụ luôn ha. Bông rất đẹp. Rồi, mới thấy nụ rồi chưa thấy bông. Không biết mấy cánh luôn nha. À, bông chùm ha, bông tròn 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 ha. Thấy nụ rồi thấy mê ha. Mai này đẹp lắm quý vị ơi. Trên bông dưới bông luôn nè. Rồi. Ở dưới đây cũng có bông luôn nè. Đó, nụ luôn ha. Rồi quý vị về mua có gì xăm luôn quý vị ơi. Đó, để đây quý vị. Thiệt có gì xăm thiệt kìa. Nó xăm gì? Xăm đất. Rồi, quanh luôn. 10 không? 23 anh ơi. Rồi, 23 quanh. Khoan. Ừ. Báo giá. Đây này hả? 2,3 luôn ơi. Rồi, 2,3. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo 20. Cao. 117. Rồi, 117 luôn. Đây là sụp tục đẹp tầng tức. Rồi, để nó đây. Để nó dễ quá vậy. Rồi, cho quành em nó luôn. Nhiều anh. Năm mấy đây? 52. Cho luôn nghe. Tiểu anh ơi. 1 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 21, tư quý. 126 anh ơi. Rồi, 126 tư quý nha quý vị. Đó. Số 21. Cũng đều lắm nè quý vị ơi. Đó. Để nó đâu quý vị? Để nó đây. Tôi để chậm tức ha anh em. Rồi, rồi cho hoành luôn. Nhiều tức 37. Xen vòng. Xem lại đế. Rồi, giá luôn. 2 triệu anh ơi. Xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Phụ. 22 ha. 22 anh ơi. Tử quý luôn nha quý vị. Tử quý. Rồi, nhắn siêu siêu ha. Rồi, cho chiều dài em nó. 82 anh ơi. 82. Rồi, mẹ cũng con đi chơi luôn nè, chơi Tết luôn anh ơi. Rồi, mẹ cũng con luôn ha. Rồi, cho mẹ cây quạnh nhiêu đây. Nhiêu anh? Đâu né tay. 57. Thì con nè. Mẹ cũng con. Con nhiêu đây? Đó, con bao nhiêu hả? Con hả? Okay, 20 anh ơi. Con 20 ha. Rồi, vô luôn như em. Cây vô luôn với anh Tiểu anh ơi. Rồi, xuống cây luôn. Lên. 23 ha. 23 anh ơi. 23. Khỏi, khỏi. Khỏi nhổ mấy cỏ đó, chi. Xanh xanh cho nó đẹp. Mất cao. Mất đưa vợ đi đẻ, không có chăm sóc. 133. 133. Rồi, tay cành nó đây. Đó, để đâu quý vị. Rồi, quạnh em nó luôn. Nhiều anh. Ngay vị trí này 34. Rồi, giao luôn nhiêu đây. Tiểu luôn ơi. Rồi, xuống cây. Trên cây nữa. Có này rồi mà. Tiếp theo, mã số 24, tử quý luôn nha quý vị. Rồi, tứ quý luôn. Rồi, cho chiều dài nó luôn, chiều cao nó luôn. Một ba lăm anh ơi. Rồi, 135. Này, sao 135 nhiều quá anh Tức. Đừng bàn tiếp nữa nha. 39 anh ơi. Rồi, 39. Xen vòng nữa. Còn đế. Đó, để đó quý vị.
Rồi, báo giá luôn. 2,5 triệu anh ơi. Rồi, xuống cây. Rồi, tứ quý. Rồi, mã số 25 tứ quý tàng quý vị. Đây đến nè ha, giờ mình quay lên đường thân tay cạnh ở đây quý vị. 3 mét anh Tứ rồi. Rồi. Tài báo là 3 mét cho quý vị. Thằng Thông ha. Tán ngang này cũng khoảng 1m6 rồi ha. Tới rồi. Tới đo phần rộng nhất em. Rộng nhiêu em? Cỡ 1m6 anh ơi. 1m6 ha. Rồi, tay cành đặt hết trơn ha. Giờ mình đo tổng vành đây nè. Rồi, cho tổng vành đây luôn. Cái này mình về dị gây cái nữa đẹp lắm anh. Nhiêu anh? 36 em. Liên vòng luôn. Giá nhiêu em? Giá 2,8 triệu anh ơi. Ship sao em? 200 km anh ơi. Rồi, bao ship 200 km. Rồi, qua cây tiếp theo. Rồi, mã số 26 đây quý vị. Mai vàng tàng tông tàng dù. Đó, cao. Cao này chắc cỡ 2,5 m anh ơi. Rồi, khoảng 2,5 m. Tóc thân nhiêu em? Tóc tới cái dù nhiêu em? 120 anh ơi. 120. Tán ngang nó như vậy. 2,5 m anh ơi. Bây giờ mình giữ dây qua nha quý vị. Này em không gửi, mình giữ qua đường hết rồi vậy. Ơi, có xù đây hả? Xù cóc cũng cám vậy đây hả? Rồi, có xù luôn. Hoành luôn. Nhiêu anh? 37. Để đó. Để quý vị. Có xù điểm này ha. Mẹ giao lưu nhiêu em? Cây giao lưu giá 3,5 triệu anh ơi. Rồi, 3,5 triệu, mã số 26. Rồi, 27 đâu em? 27 bên đây anh ơi, xin lỗi. Rồi, mã số 27 quý vị ơi. Khá là cao ha. Cao khoảng bao nhiêu mét đây em? Đây nè hả? Cao khoảng 3,5 m, anh báo 3,5 m thôi. Rồi, khoảng 3,5 m quý vị ơi. Cành cũng khá đều nè ha. Rồi, cho cái quành luôn em. Rồi, mặt hước 41 anh ơi. Rồi, 41. Ủ bự quá nè. Con giáp bù rễ ha quý vị. Giao lưu nhiêu em? Giao lưu giá 5 triệu anh ơi. Rồi, 5 triệu, bao ship sao? 200 km anh ơi. Rồi, 200 km ha. Rồi, mình qua cây 28 ha. Cây 28 đây. 8 bên đây. Rồi, cho chiều cao em nói luôn. Ba, báo 3,5 m luôn anh ơi. 3,5 m. Tán ngang của nó tán ngang cái này có 2,5 m luôn thôi. Khoảng 2,5 m ha. Tại cạnh khá đều đây. Tóc thân nó nhiêu đây em? 72 anh ơi. Rồi, tóc thân 72. Rồi, hoành luôn. Rồi, hoành đây. Nhiêu anh Tấn? 36. 36. Để đây. Cái này cũng là cây cuối hả em? Cây cuối clip anh ơi. 36 hoành nhưng quý vị. Rồi, cây này giao luôn nhiêu vậy Tài? Giá 4 triệu luôn anh ơi. Rồi, 4 triệu. Bao ship 200 km. Lấy 3 cây thì em bớt cho quý vị.
Rồi bà xếp 200 km ha. Ba cây thì em để cho giá hữu nghị cho quý vị luôn. Nếu mà lấy ba cây mai tàn cuối thì nhiêu em? Ba cây này em để cho 10 triệu anh ơi. Bao ship luôn. Bao ship. Ba cây cuối nếu mà quý vị lấy luôn ba cây thì là bao ship cho quý vị luôn 10 triệu ba cây. Rồi, quý vị mình đến đây là kết thúc rồi quý vị. Thì trong quá trình xem quý vị thích cái nào cứ alo cho Tài ha. À, quý vị nào xem mà chưa có bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình quý vị. À, quý vị nhớ bấm thêm cái chuông rung rung để kịp thời mình nhận được cái thông báo sớm nhất nha quý vị. À, xin chào và hẹn gặp lại quý vị clip sau.